Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Accent. Trong video hôm trước em đã cập nhật chi tiết cho anh em về chính sách bán hàng của phiên bản Hyundai Accent AT bản đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất. Trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật tiếp cho anh em hai phiên bản khác của Hyundai Accent, đó là Accent MT số sàn bản đủ và Accent AT bản tiêu chuẩn. Vì thực sự thời điểm này Accent đang xả kho form cũ để đón form mới. Anh em nào đang có nhu cầu mua xe tầm tiền từ hơn 400 cho đến khoảng 450 triệu thì anh em nên tham khảo thêm hai phiên bản Accent này. Anh em mua xe, đặt xe tại điểm này và chờ 1-2 tháng tới, nếu có giảm 50% lệ phí trước bạ, anh em đi đăng ký xe thì lúc đó anh em sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 20 triệu tùy từng phiên bản và từng địa phương. Cụ thể chính sách bán hàng hiện tại của Hyundai Accent MT bản đủ và Accent AT bản tiêu chuẩn thời điểm này như thế nào thì mời anh em cùng xem video. Trước đây, giá bán của Hyundai Accent AT bản tiêu chuẩn và Hyundai Accent MT số sàn bản đủ chỉ chênh nhau khoảng 20 triệu thôi. Nhưng giá bán hiện tại thời điểm này thì Accent số sàn đã rẻ hơn so với Accent AT bản tiêu chuẩn hơn 30 triệu. Còn về option xe thì Accent AT bản tiêu chuẩn chỉ hơn Accent số sàn bản đủ. Có hai option, thứ nhất đó là về cơ cấu hộp số. Một phiên bản là sử dụng số sàn và phiên bản AT tiêu chuẩn là sử dụng số tự động 6 cấp. Và thứ hai đó là Accent AT bản tiêu chuẩn có tích hợp đề nổ từ xa trên chìa khóa. Còn Accent MT số sàn bản đủ thì vẫn là chìa smart key, để nổ bằng nút bấm nhưng không có tích hợp để nổ từ xa. Ngoài ra thì tất cả ngoại thất nội thất đều giống nhau, gần như anh em không phân biệt được. Và chính sách bán hàng của phiên bản đầu tiên đó là Accent MT số sàn bản đủ tại thời điểm này như sau. Tại cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho anh em, giá bán bây giờ chỉ còn có 419 triệu. Ngoài ra thì tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại giá xe vẫn đang ổn định, giá bán cũng tương đối cao. Giá bán là 435 triệu và tặng anh em một gói phụ kiện. Căn cứ từ giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em xin phép tính cho anh em để anh em tham khảo. Anh em ở Hà Nội sẽ là 498 triệu, các tỉnh áp 12% là 479 triệu, các tỉnh áp 10% là 469 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 505 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 485 triệu. Như vậy, tại cơ sở Hà Nội với giá bán 419 triệu trên thị trường thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc Vios MT số sàn thì giá bán hiện tại của Vios MT số sàn đang cao hơn khoảng 20 triệu. Giá xe ra biển số em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp tại thời điểm này, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 142 triệu. Các tỉnh áp 12% là 122 triệu, các tỉnh áp 10% là 113 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 135 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 115 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 5 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và nếu anh em đặt xe tại điểm này, chờ giảm thuế, khi mà có chính sách giảm thuế thì anh em tiết kiệm được thêm hơn 20 triệu nữa. Anh em cứ lấy giá xe ra biển số lăn bánh hay là chi phí ban đầu thấp nhất, anh em trừ đi cho em hơn 20 triệu là sẽ ra số tiền khi mà anh em được hỗ trợ thuế. Anh em nào cần em tư vấn cụ thể hơn thì liên hệ với em theo số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình, em sẽ hỗ trợ cho anh em. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 356 triệu, trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,8 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 3,7 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,1 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Accent AT bản tiêu chuẩn. Trong video trước em đã cập nhật chính sách bán hàng của Accent AT bản tiêu chuẩn, thời điểm đó là giá em bán cho anh em là 460 triệu tại cơ sở Hà Nội. Thì hiện tại hỗ trợ giảm thêm vài triệu nữa, giá bán cho anh em là 458 triệu. Tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản như là bọc vô lăng, thảm chân nước hoa và thẻ dịch vụ bảo dưỡng thôi, vì em đã trừ hết tiền mặt cho anh em rồi. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán vẫn ổn định và giá bán là 470 triệu. Ngoài ra tặng thêm anh em một gói phụ kiện khi mà anh em liên hệ trực tiếp.
Căn cứ từ giá bán này, giá sẽ ra biển số đang đánh tại các địa phương của Hyundai Accent AT bản tiêu chuẩn sản xuất 2024. Em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 540 triệu, các tỉnh áp 12% là 520 triệu, các tỉnh áp 10% là 510 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 542 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 522 triệu. Giá xe ra biển số đăng ký trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Accent AT bản tiêu chuẩn xe sản xuất 2024 này, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 150 triệu, các tỉnh áp 12% là 131 triệu, các tỉnh áp 10% là 121 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 142 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 123 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 5,4 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và khi có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp thì anh em nào mua Accent AT bản tiêu chuẩn, anh em sẽ tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30 triệu tùy từng phiên bản và từng địa phương. Như vậy thì giá xe ra biển số lăn bánh hay là những chi phí ban đầu thấp nhất, anh em cứ trừ đi cho em 25-30 triệu thì sẽ ra cái số tiền mà khi anh em được hỗ trợ thuế anh em cần phải chuẩn bị. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 389 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm. Thì gộp lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,3 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 4 triệu, chia đều cho hàng tháng trong 8 năm, cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,3 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Accent số sàn bản đủ và Accent AT bản tiêu chuẩn, hiện tại không còn đủ màu cho anh em. Chính vì vậy anh em quan tâm đến màu gì, phiên bản nào và xem video của em tại thời điểm nào thì liên hệ với em. Em sẽ kiểm tra kho xe cho anh em tại thời điểm đó và báo cho anh em. Như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin mới nhất về Hyundai Accent AT bản tiêu chuẩn và Accent số sàn bản đủ tại thời điểm hiện tại. Hy vọng những thông tin em vừa chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe Accent tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.